Chưa có khách gì hả?
đầu mới đầu vô nữa đây, vô đây nữa Nguyên Nguyên. vô đây chia sẻ đi, bữa nay vừa bán vừa tặng luôn nha mọi người ơi. Bữa nay có thằng nhóc quậy quá không biết bán có được không nữa, không có ai nhà hết trơn. Bùm 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 bùm. Size ớt M mặc dừa nè, ai lấy bấm giùm mình. Đó, khoai này hơi bị đẹp nha, áo lưới Thái. Lên giùm mình mã là 10 đồng. Đó, 10 đồng, tặng 10 đồng giùm mình. Tặng 10 đồng giùm mình, size ớt M mặc dừa. Cái áo này hoa quá đẹp luôn mọi người. Lâu lâu cũng lòi ra một cái thì lấy ra tặng cho mọi người thôi. Đó, ai lấy lên mã tặng 10 đồng, ớt M mặc được giùm chị ha. Cục tay, mát mẻ, mùa hè mặc mát bằng tới nách luôn á. Bữa nay lên 77 chứ không biết bán được không, có ông quẩy cũng ông sao nè. Ok, Huỳnh Ngọc Mỹ nè, Huỳnh Ngọc Mỹ đã chia sẻ nha. Huỳnh Ngọc Mỹ ok, bạn Huỳnh Ngọc Mỹ tặng 10 đồng nha. Chờ có người đông đông vô. Con cầm kéo của trường bị đứt tay nghe con.
Hôm qua đâu có bắp? Ủa hôm qua có bắp không? Không bắp. Không có. Qua có bắp tao, qua có bắp mà ta. Quên ha. Qua không bắp thì bữa nay bắp, mà có bắp không sao tôi cũng quên luôn trời. Hôm qua ghi phiếu chưa bắp à? Vậy hả? Rồi ok, vậy là cái tờ phiếu của tôi để đâu rồi trời? Má không bắp. Rồi hôm qua không bắt là bữa nay bắt, quên mọi người ơi, quên nha, sorry không có sao. Sorry à gì nha. Ai lấy áo bấm áo chị 50 khoai ha, áo 50 nè. Ai nhớ định lấy, nhắc định lấy quà của em. Lấy gì tới khi bà đi ngủ? Ơi trời ơi cái này đẹp dữ ta. Tới khi bắp cái bà đi ngủ rồi. Ơi cái này là cái zoom nha mọi người. Ôi không phải cái đầm. Trời ơi, một con thiết kế luôn. Đầm chất dày dặn thiết kế hàng của shop luôn nha mọi người ơi nè. Nó như vậy ha, size là size M giùm mình. Bạn nào lấy cho mình 100 đồng luôn. Đừng có giục đồ xuống đây con. Bạn nào lấy cho mình 100 đồng luôn. Size M nha, size M giùm mình nè. Size M, ai lấy đầm bắt đầm giùm mình ha. 100 khoai. Ai lấy đầm bắt đầm giùm mình 100 đồng nha. Con này xem mờ đẹp xuất sắc luôn. Ở sao có dây kéo nữa này mọi người. Ai lấy đầm bấm đầm 100 ha. Trời ơi tôi bóc. Mà tôi cũng quên nữa trời. Cầu phiếu cái thằng này nó dục đâu rồi trời ơi. Ai lấy đầm bấm đầm 100 thì mình nha. Đầm ồ ồ nó quá được chút. Chịu không nổi luôn cái gì đó. Ôi con này xuất sắc luôn, xe M giùm mình. Đây, đầm là, ơi cái này xe S chứ. Nó để xe M nhưng mà form này khoảng tầm size S hơn chút xíu, khoảng tầm 50kg mặc dù nha bạn. Cái này là đầm hàng Quảng Châu luôn, quá đẹp luôn. Nè cái này sẽ, ủa. Ê ai lấy đầm bấm đầm giùm mình 150 khoai nè. Cái này chắc u mì đẹp lắm. Này chắc u mì giùm mình ha. Ồ, dạng body nha mọi người. 150 khoai giùm mình ha. Chắc xuất sắc luôn. Lấy đầm bấm đầm giùm mình 150 nha. Mọi người ơi, đây một con cam lưới nữa nè, ai lấy lên mã giùm mình là tặng 10 đồng luôn. Size SM mặc được nha, SM mặc được. SM mặc được. Ai lấy lên mã tặng giùm mình 10 đồng, tặng 10 đồng, tặng 10 đồng. Ok Huỳnh Ngọc Mỹ nha. L XL mặc được chống nắng, ai lấy chống nắng bấm cho mình
60 khoai luôn. Chất rất đẹp nha. Ai đã chống nắng bấm chống nắng 60. Chống nắng 60 khoai trời ơi. Ok bạn Nhã Nhã nha. Ô tiền cây tiền. Tiền nhận được hàng chưa cưng? Có nhận được hàng chưa bé? Bé yêu ơi. Đây. Size L nha mấy bạn. Cái này là cái chân quái. Đây. Ở trên nó gì nè. Đó. Bạn nào lấy bấm cho mình 30 khoai chân quái. Chân quái. Ở cái quần mà ở trên nó có cái vòng 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 vậy. Bên đây cũng có gì kéo nha. 30. Size L mặc được giùm mình. Nhận rồi mà chưa mở ra gói nào hết. À nhận rồi, ừ nhận rồi là ok. Lấy quần bấm quần cho mình hen xanh L 30. Trời ơi con ơi là con. Thôi là Apu ăn đòn. Chứ ở đó mà xảo sự Apu. Đừng có ấy nó rớt cái thùng xuống à. Con này con gì đây? Trời ơi, xem lờ hao mọi người ơi. Con này xuất sắc luôn nè. Con này hàng Quảng Châu quá đẹp luôn nha. Rất đẹp luôn. Đó. Ai lấy nè, sale giùm, sale cho mọi người 150 khoai luôn. Đó. Sale cho cái này giá sale nha mọi người. Cái đầm nè. Tôi nói bán 290 còn chưa còn tiết nữa mọi người thấy nè. Đẹp chưa? 150 khoai tím. Ai lấy lên màu tím thì mình size L mặc được nha. L mặc được. Sơ mi nha mọi người ơi. Đây đầm sơ mi tay này là tay bự nha. Đó. Tay bản bự luôn giùm mình. Tay này là size M mặc được nha. M mặc được. Size M mặc được giùm mình. Đó. Ai lấy bấm giùm mình 150 khoai luôn. Nó bấm trâu quá đẹp luôn. 150 luôn ha. Ai lấy xanh bấm xanh 150 nè. Ok bạn Nhã Nhã. Nhã Nhã. Đây, một con body nhung thiết kế. Đó, bạn nào sexy quất cái này. Đi tiệc đi tùng là bao nổi bật luôn. Kèm mút ngực sẵn cho mình luôn, mút ngực rất là cứng cáp luôn nha. Đó. Ai lấy body bấm body nâu nè. Nâu 150 luôn giùm mình. Body ha. Size SM mặc được nha mọi người. SM mặc thoải mái giùm mình hả? Body. Mama, sáng nay phải xuống đây rồi. Tôn dáng gì lắm. Mama. Chị mẹ, sáng nay cưới rồi. Ai lấy body bấm nâu 150 giùm mình nha. Ừ, khi nào chị bỏ hàng nha. Chị để riêng cho. Ai lấy body bấm body hàng nâu 150 nha. Con ơi con, đừng có phá. Một con size M, size M nữa nè. Size M giùm mình. Đây, con này xuất sắc nữa nè. Đẹp chưa? Ai lấy trắng bấm trắng 150 luôn giùm mình. Chắc mấy bà coi chắc nữa nè. Ai lấy bấm giùm mình 150 nha. Bấm xuống ngay. Con gì nè. Trắng 150 nè. Hello chị nha. Hello bạn Lê nha. Chào Lê.
Alo, xin chào, mình là Trắng ơi. Anh là Trắng, bấm Trắng 150 giùm mình nha. Dạ, Trắng 150, ok, nhỏ nhỏ nè. Nhìn là biết chắc ấy đâu đàng hoàng à.
đó. 60 khoai bạn nào lấy size L ha, L hao nè. Khoai trên size 60kg, 62kg đủ về, 62kg đủ về mặt vừa giùm mình. Ai lấy lên mã 60 khoai giùm mình nè, tầm 60 ha, tầm 60. Ok nhã nhã nè. Một hồi là ăn tán á. Con khởi đi. Ăn tán. Con đừng có phá, con phá là mẹ mẹ quánh con á. Ý nhầm hả? Trời ơi. Yeah. Sao cưng? Nhầm là không có lấy cái này đúng không? Cái này sai không có lấy không? Để chị xóa ra nè. Đúng không bà ơi? Đâu rồi? Đây nè. Con này nữa nè. Con này 100. Ấm lộn ok. Ok. Bỏ ra rồi. Bỏ ra rồi. Đây. Con này đi shop khác phải 390, 490. Nói thật sự luôn. Xuất sắc con là 7 luôn mọi người ơi. Nè. ML thoải mái luôn cho mình. Cái này có bo thùng. Rất là đẹp. Cổ nên mình có thể mặc tẹt dai ha. Đó, mình mặc tẹt dai thì cũng được, mình mặc lên thì cũng được đó. Bạn nào lấy bắp giùm mình hoa 150 luôn, hoa 150. Dạ này. Ồ nó đẹp vô mà nó 2-3 lớp nè. Chuẩn hàng dữ lắm mấy bạn ơi. Đi ơi trên trên. Anh lấy bánh hoa 150 giùm mình xem ML thoải mái. Mama. Mama. Mama sẽ cái cờ lọc. Trên trên. Trên trên. Mama nhà chơi cờ lọc. Mama nhà chơi cờ. Đây, một con rất tốt nè bạn. Con này là size S M. Đó. L mặc vừa luôn, khoảng 55-56kg dê về là vừa hết giùm mình ha. Ai lấy bấm giùm mình 60 khoai chắc rất đẹp luôn. Chắc nó giống như là thun lặn mô rip vậy nó phải là. Ai lấy bấm giùm mình là 60 nha. Rất tốt nè, 60. Rất tốt. 44-45kg là size S đó cưng. 44-45kg là size S nha. M là cưng phải từ 50kg trở lên. Đây con này. Đây. Con này rất tốt, phơm rộng nè. Ớt M là đều có thể mặc được. Chắc này chắc xịn nha mọi người. Chắc cô tâm xịn luôn. Xe cho mọi người 80 khoai, 80 khoai giùm mình. Ai lấy bấm giùm mình 80 khoai. Đẹp cực kỳ luôn. 80 khoai giùm mình nha, rất tốt. Trời ơi, con ơi là con. Xà theo. Xà theo. Xà theo cái đầu này chứ xà theo. Xà theo. Xà theo. 80 ok bạn Phan Phan. Phan Ngọc Dung nè. Ủa cái này đẹp lắm nè, cái này hàng xịn mà. Thì order về mà cho khách mà khách nghĩ lấy nè. Phan Ngọc Dung. Con ơi con, lộn xộn hàng của người ta. Ồ cái thằng này chắc hồi cái ngăn đạp quá. Con này xe S sao bán hoài không ai mua ta. Con này xe S quá đẹp luôn nè. Sao mà bán hoài không ai mua kỳ vậy. Trời ơi, chắc hàng chuẩn đẹp luôn. Đây nè. Nó dày nha mọi người, đó rất tốt. Xe S mặc được thôi nha. Xe S mặc được thôi. Ở sau là nó trống lên cái lưng nè. Cái dây này là mình cột eo nha. Đó. Cái này xe cho mọi người 80 khoai luôn. Ai lấy bấm giùm mình 80 luôn. Đó. Cột 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 xong xong eo dưới nè. Rất là đẹp luôn, chất đất rất đẹp đó. Bạn nào lấy bấm đen 80 giùm mình ha, xe ép mặc được thôi. Đi đi. Đèn nó đẹp quá mà không ai lấy. Đây, chân váy nè bạn. Chân váy ai lấy chân váy bấm cho mình 50 khoai. Xem M, ML mặc được nè. 56, 57kg
cái độ dày mặt ok giùm mình ha. Ai lấy bánh chưng bánh 50 4 tầng bên nè. Có lót ở trong luôn nha mọi người nha, không có mỏng đâu. Ai bánh chưng mình 50 nha. Con ngồi xuống đây, con ngồi Thu Hà quả anh thấy gì mà. Trời ơi, trời, nó y như là nó tăng động vậy. Nè, con xuống đây chơi đi. Nào, Thu Hà quả. Chưng bánh 50, ok Nguyễn Tiền nha. Quậy quá, quậy. Hôm nay thứ bảy chúng ta bán được mà. Mà không có ai coi cho nó. Không ai coi cho mình đáng ăn. Con chưng bánh ghen nữa nè. ML mặc được giùm mình. Ở trong có quần là ông Ngân nha. Đây, chắc này đó. Ở trong có quần luôn giùm mình nè. Ai lấy bấm giùm mình 50 khoai luôn. Đẹp chưa? Ở trong có quần, ở sau có băng thùng. Ai lấy bấm giùm mình là chân váy đen ha, 50 luôn. Để hỏi cho nó xem, để hỏi hết pin rồi. Nó hết pin rồi. Coi mỹ mỹ nha. Má chân khoa hết pin rồi. Ừ. Đâu rồi, cái miếng giấy của mẹ đâu rồi con? Hỏi nó có nó ai biết. Api thì ghét không? Api chơi mama ba thăm rồi, lấy lại thôi. Mama chưa biết ba thăm chưa mà. chưa chọn chút rồi mới bắt thăm rồi. Con lại đây con ngồi con chơi cho mẹ bán đồ một chút đi. Mama chưa xin chào, chưa xin chào chẳng đi rồi. Nó mua chứ ai cho? Quần này quần nam nha mấy bạn. Này quần nam nè. Quần nam này size là size xem M của nam nha, M của nam. Bạn nào có chồng của, hoặc là người yêu của tầm khoảng 60kg hoặc 62kg đổ về nè, lấy quần nam giùm mình ha, 100 khoai. 100 khoai. Quần nam. Size nhỏ nha, size M thôi nha, 60 62kg đổ về thôi. Bạn nào có chồng người yêu ớn không? Ngồi chơi đi con. Ừ, ngồi chơi đi. Đây, một con cô tông khô nữa nè. Nay khỉ đen nè. Ơi cái này đẹp nè mọi người. Ai lấy giùm mình nè, 50 khoai, 50 khoai. Vôm rộng kéo quần 60kg đổ về mặc ok hết giùm mình ha. 50 ai lấy nay khỉ bấm nay khỉ đen nè, 50 khoai. Chúc tài con ơi. 50 nha. Ai lấy áo bấm áo 50 giùm mình. Áo 50 ok muôn muôn nha. Đây một con quần này đẹp quá luôn này. Mới bóc ra nè. Cái này mấy bạn mặc phối với lại áo sơ mi đồ là nhức nách luôn mà. Size của nó size M nha. ML mặc thoải mái luôn giùm mình. Đây. Đây. Đơn giản mấy bạn phối với áo sơ mi hoặc là áo áo phơm rộng cũng đẹp ha. Rồi. Cầm áo sơ mi cũng cầm ngược nó quý vị. Đẹp cực kỳ chưa? Biết tắt không? ML mặc được giùm mình ha. Đó, ML mặc được giùm mình. Ai lấy nguyên set thì mình bán cho 150 luôn. 150, còn lấy cái quần này thì tính 100 khoai. Ai lấy quần? Lấy nguyên set cả áo cả quần sơ mi luôn. Cái quần này chắc đẹp dữ lắm nha, nó hàng xịn. 100 đồng quần. Lấy quần. Ok bạn Nguyễn Tiền, quần là 100. Lấy nguyên set là 150 khoai, còn hả lấy quần không thì mà 100 đồng. Nguyên set là coi như cái áo sơ mi có 50 đồng luôn. Nguyễn Tiền ơi lấy set luôn đi cưng. Lấy set luôn thì mặc nguyên phối nguyên set luôn cho đẹp. Đây là thấy không? Má sẽ nghe. Áo sơ mi này rất là đẹp, chị bán là đã 100 đồng rồi đó. Má sẽ nghe. Ừ, cảm ơn. Rồi đừng có cắt nữa, để ngồi xuống đi. Đây. Áo này mà chất đẹp xuất sắc nha. Yeah.
Bum, bum, nó đẹp.
ném chị Dục lên trên nè. Nhờ theo rồi. Theo rồi gì? Mama sao sao sao? Mama bố bố con. Anh ấy nằm bé gái, bấm nằm bé gái cho mình một trăm. Bạn nằm cùng tên L không quý vị? Đi vô phòng mama chơi đi con, cầm vô phòng mama chơi đi. Đây, trời ơi, xem L ngủ nè. Thấy cưng quá Suka ơi. Cái này bà mặc lên nít nắp luôn á. À, trời ơi, coi cái dáng váy nè quý vị. Hay. Có kho dạng. Hay. Nó đẹp, ông của nội ơi. 150 khoa giùm mình. Bạn nào lấy bấm chân váy 150. Trời ơi, đẹp quá. Xuất sắc luôn á. Size to quá, ừ. Ôi, nó đẹp quá trời luôn. Cái này mấy bà mặc size L là quá dễ thương. Size XL là tôi để tôi dành tôi mặc luôn rồi. Size L và bấm chân mình 150 nha. Sumi này chắc đẹp lắm nha. Anh lấy bán cho mình 100 đồng luôn. Chắc đẹp dữ lắm luôn. Nó để là size M đó. Mấy bạn tầm khoảng 58kg đổ về. Size M form rộng nha bạn nha. 58kg đổ về mặc thoải mái luôn cho mình. Anh lấy bán cho mình 100. 100 khoai thôi đó. 100 khoai size M 58kg đổ về form rộng nha. Chắc rất đẹp. Mama, đi lên phòng ca. Đem vô phòng mama chơi đi con. Ê, đi cà ca. Đem ra ngoài kia đổ đi. Đi cà ca. Đi cà ca. Đây lấy xanh nè. Xanh này phơm nhỏ nè. Phơm nhỏ này 50 khoai luôn. Xanh phơm nhỏ nha. Cái này xem mờ đổ lại mặc được nè các bạn. Xem mờ đổ lại SM mặc được. Anh lấy xanh bấm xanh cho mình 50 luôn. Quậy như là cái gì thì có gì đó. Cái đó rất là đẹp luôn. Bà lấy đi. Tôi nói bà xanh có 50 rồi cưng ơi. Xanh 50 nha Moon Moon nha. Ok Suka đã chia sẻ nha. Mấy cái đẹp người ta mới kêu đó bà nào ơi. Mặc dù là không lấy nó rất là uổng. Đây một con trắng nè, trắng dây sức 30 khoai luôn giùm mình. Form này form 60kg đậu dây mà ok luôn giùm mình ha. Đó. Trắng dây sức áo dây nha bạn, áo chặt thái nha. Rồi nó bỏ nó đi xuống dưới mình đó. Dừa trời ơi, tôi bao bà dừa bà không dừa bà trả lại cho tôi. Có 55kg à, size M mà hàng đó có coi coi giãn nữa làm sao mà không vừa được bà ơi. Bà cứ khéo lo. Ok Thí Lê là 30 rồi. Ở chơi cơ. Dạ con. Suka 150 ha, Suka nè. Bao dừa có 55kg mà làm như bà mập lắm mà. Làm như bà mập dữ lắm mà. Có áo sơ mi rộng rộng vải mềm lấy cho chị vài cái nhé. Ok chị. Ok. Đây quần mấy bạn. Đây, quần suông phơ gì lưng cao nha, phơm ống suông lưng cao nè. Hả? Lưng cao nè, có túi luôn giùm mình. Có túi luôn giùm mình, bạn nào lấy bấm giùm mình 80. Giá xe 80 khoai giùm cho các bạn nha. Lưng nè, các bạn coi cái bảng lưng của nó nè, đẹp chưa. 80 khoai. Phối áo thun được, nói chung là áo laptop. Nói chung là rất là tiện. Mặc ở nhà cũng được, mà đi ra ngoài cũng thoải mái. Khỏi lo.
ok chị ơi, cái áo đó size gì vậy chị? Áo đó size L đó cơ. Áo đó size L. Ok chị hủ tại nhanh nha. Quần này 80 nha, quần 80. Quần này mình còn hai cái hay gì đó mấy bạn. Đang là chốt có chốt chốt. Nhức nách nữa đây nè. Size L mặc được giùm mình. L, XL mặc thoải mái luôn. 8 nút. Đó, nhức nách không? Quần 8 nút nha. Đó. Có co giãn tại nãy chưa có phát phi cho nên mình gài vô không được nha mà. Đang coi đỡ mẫu đi. L, XL mặc được giùm mình nè. Size L, XL mặc thoải mái nha. Phone nó như thế này ha. Bạn nào lấy bấm giùm mình 150 khoai. Ai bán cho mấy bà cái quần kiểu này mà 150 khoai, mấy bà chỉ tôi đi bao nhiêu tôi xô hết nha. Quần 8 nút ok suka nè, thật sự luôn á. Này là giá, là giá xả kho thôi mấy bà. Con ơi đừng có mò vô điện đùng con ơi, hỏi điện giật mày thấy mẹ mày á. Giờ phải chốt hàng quần 8 nút. Chốt mã quần 8 nút mới chịu. Quen rồi, từ từ quen. Đây áo nè, à đây áo lên mã tặng 10 đồng giùm mình, size SM mặc được giùm mình ha. SM mặc được đó, lên mã tặng 10 đồng giùm mình ha. Ok nhã nhã tặng 10 đồng trước nè. Đây một con chân váy nữa nè bạn. Ủa nè cái này quần giả váy đó. Quần giả váy luôn bên trong size L giùm mình đó. Xe các bạn bao nhiêu? 100 đồng. 100 đồng thôi. Cực kỳ nguy hiểm chưa? Đẹp chưa? Form này là form size form khoảng 58 kg mặc được nha các bạn nha. 58 kg, mấy bạn mà nhỏ hơn thì đừng lấy. Mấy bạn xem M là mặc rộng á. Đây size L, XL mặc được nha. Form size L mấy bạn, đây là size L đó. Quần giả váy là 100 khoai giùm mình. Bạn nào lấy bấm 100 đồng. Này bán ế rồi. Mấy bữa bán đắt kìa, bà vô bà dành vui lắm. Bạn nào lấy quần giả váy bấm cho mình là 100 đồng nha mấy chị ơi. Đây, trời ơi, xin chào 21.000 người đang coi nha. Trời ơi, áo sơ mi phơm dài mấy bạn. Trời ơi. Cái này mấy bạn có thể làm cái đầm sơ mi luôn, mấy bạn đeo một cái bảng dây nịt luôn vô giùm mình đó. Đẹp nhất nách chưa? 100 khoai. Chất là chất KT lụa quá xuất sắc luôn. Cái này có cái nút nè để mình xăng tay áo lên rồi mình sẽ có cái dây ở trong này đó. Mặc được hai ba kiểu, có dây ở trong này mình lôi nó ra mình gài lên đó. Nó ở trong này nè, quá mất thời gian quá đó. Bạn nào lấy bấm cho mình 100 đồng đi đó. Đầm sơ mi nha, chất KT lụa mới đeo dây nịt vô 100 đồng ha. Sắc chưa? Mấy form này dễ mặc lắm mấy bạn. Mấy bạn size gì mấy bạn mặc cũng vừa hết à. Nó không rộng lắm. Áo đỏ 100 ok chị xỉn xin rượu nè. Đây, con sơ mi xuất sắc chưa bạn nè. Hàng nó dày. Lấy 100. Trời ơi. Cái gì xèo vậy bạn ơi? Bạn tên tiếng Trung là cái gì xèo á? Chữ trước không biết đọc nè. Trời ơi. Ai mà gu màu đỏ lấy, chắc tao nói xuất sắc luôn. Trời ơi, chắc này là mấy bạn cho mình 120 khoai giùm mình. Chắc này quá đẹp luôn, nó giống như là lụa vậy đó. Rất đẹp. Trời ơi, cái tay
hai là bóc luôn 1.2 nha. Đó. Chứ cái này là không bán, bán giá 1.2 là lỗ chắc nồi lờ luôn á. Nè. Trời ơi, đây. Ai lấy sơ mi đỏ, bấm sơ mi đỏ giùm mình. Sơ mi đỏ 120 khoai. Trời ơi, cái tay thiệt chứ. Nhức nắp cái tay luôn á. Xèo đi 120 nè. Chút xuống nhớ nhắn tin vô trang này giùm chị nha cưng ơi. Nhớ nhắn tin vô trang này giùm mình nha. Để mình mới chốt hàng nha bạn ơi. Để xuống kiếm mấy bạn kiếm không được. Đây. Này hàng xịn nữa nè quý vị. Áo lon nam. Lon nam 75 kg trở về giùm mình. 75 78 kg đổ về giùm mình. Vừa hết. 75 78 là phải cao nha quý vị. Ai lấy hàng này là hàng cô tâm xịn luôn. Ai lấy bấm cho mình 80 khoai. 80 khoai áo nam nha. Đó, 75 kg đổ về. Hiếu. Ok. Áo nam ok Nguyễn Tiền nè. Kệ đây mình ghi xèo đi. Mình ghi theo cái nick Facebook để mốt nó dễ kiếm. Nguyễn Tiền nè. 80. Giải phóng được một mớ mặt bằng ngay chỗ này rồi nè, giờ nó còn mấy lớp dưới đây. Nhưng mà hốt cho bớt nhà tôi trời quá trời đất. Trời ơi. Giải cắt hàng. Giải cắt hàng hàng Quảng Châu luôn quý vị ơi. Sao nó nhét nhét ba cái hàng đẹp không vậy trời. Đây. Thoải mái đó. Cái này mấy bạn mặc thêm một cái áo thoát lửng ở ngoài nữa là đi ra ngoài dạo phố đồ tung tăng luôn ha. Ai lấy bấm giùm mình 120 khoai. Chắc cắt hàng của bạn đẹp lắm. Cực kỳ chưa. 120 khoai. Free size cho tới 60 kg dê về giùm mình. 60 kg luôn mặt đẹp. Thoải mái. 100 cưng ơi 100. Thì cái chân váy của cưng là 100 mà. Cưng đang hỏi gì bên chị có đầu áo nam có cổ không? Không cực. Không. Ok bạn Nguyễn Tiền nha. Grateful ơi. Không. Có cổ gì không thấy nè. Mama khôi chân mà. Mama khôi chân mà. Rồi thôi được con đừng có test nữa. Test thì đừng. Ví dụ như cái khoa sần chuyện được bằng tay hỏi hủi thơm không. Đây. Giờ bắp cái gì like cái nấy nha mọi người. Đủ thứ hết trơn á. Nè. Áo khoác phơm lửng giùm mình nha. Đó. Một con cam nè. Ai đây bấm giùm mình 120 khoai, cổ là cổ cao như vậy luôn giùm mình ha. Đó. Phơm này là phơm hơi rất tốt như vậy nè bạn, chứ không phải phơm dài nha. Đó. Ai đây bấm giùm mình cam, size này là khoảng từ 58 kg đổ về là mặt ok hết. 58 kg đổ về là mặt đẹp hết giùm mình. Đó. Tết màu lờ đều có thể mặc được ha. Ai đây cam, bấm cam giùm mình 120 khoai nha. Chắc dày dặn nha. Chắc dày dặn cái áo của mình này luôn. Chắc mẫn lấy hàng chắc vậy. Ok bạn Nguyễn Tiền phát nè. Nguyễn mẫn Tiền cho đá ấp trên rồi. Ừ con vô cảm chơi đi con. Cái sờ màu. Mẫn chơi sờ màu. Ấp sơn à. Ấp trên cho mình nha ngò. Ừ. Trời ơi. Ê cái đầm này nhức nách nha quý vị. Con nào nhức nách là mình thú nhức nách size M. Ồ, cái này hàng Quảng Châu nó đẹp ông nội mẹ ơi, nó có mút ngực sẵn luôn giùm mình nha. Đó, cái này là mình có thể mặc đi tiệc nè, tạt dai cũng được, mấy bạn kéo lên cũng được. Bạn nào lấy bấm giùm mình 150 khoai đi. Chắc xuất sắc luôn, bao chắc cho bạn luôn. Body 150 khoai. 150 á, ở sau nó có thùng nè. Ở sau nó có cái thùng, chắc rất là dày dặn luôn. Đẹp lắm mấy bà ơi. Cam 120. À, đầm nhã nhã 150 nè. Cái câu cam phải còn nha. Mà nhà chơi cờ chơi à. Wow. Ừ cho con dê chơi đó. Nhã nhã 150. Rồi ông phát rồi còn một cam.
Nói gì vậy anh? Đây áo này nó làm gì? Áo này size bự quá. Tay bọng nè, có bạn nào thích không? Bạn nào thích cho mình 70 khoai đi. Con thích mình để cho bà má chồng bà đem, bà đem ra ngoài bà bán, ngoài tiệm đi bà. Bà đem ra ngoài tiệm bà bán đi. Cái size bự á. Size M vừa không vừa chị, cái này ML có thể mặc chị. Vô
phone. Phone mà nó làm nó rất là nặng, ở trong nó lót toàn bộ rồi 4 5 tầng phone, 6 tầng phone mà biểu không nặng sao được. Trời ơi mấy bà cầm cái đầm tôi nói 290 mấy bạn, tôi nói nó rất là đáng tiền luôn. Cái này người ta đang bán là 490 590 gì đó, thật sự luôn. Chị xem lại đầm ok. Rất đẹp luôn. Cái này là không bớt được luôn á. Nặng lắm. Nè coi từ cái hoa nè. Đây, nè ở sau của nó nè, ở sau hở cái lưng nè, ở sau hở cái lưng nè. Mấy bà mà nhận cái hàng này mà nhận cái này mà mấy bà chơi, mấy bà trả lại tôi một tiếng một thôi, nó thật sự luôn, nó đẹp á. Nói chung mà chơi mà chắc xấu hay là kiểu dáng xấu rồi là thôi. Hàng này là hàng cao cấp mà, sao xấu được. Ai dám tính hoa đây. Mặt yếm vậy nè chị. Không. Trời ơi, đẹp dữ lắm mà nó hốt được mà nội ơi. Nó nhìn nè. Đẹp không? Như công chúa luôn. Nó bờ lờ có thể mặc thoải mái đi. Lệch vai hay sao? Không có lệch vai. Cái này là xuất sắc luôn, không có lệch vai. Vô anh chị, nhưng mà ở trong hàng cao cấp là nó lót toàn bộ cho mình hết trơn luôn nè. Lót toàn bộ cho mình hết. Nó không phải là một lớp. Nè, nó lót toàn bộ phía trong hết. Mấy bà kiếm một cái đầu chỉ dư không có luôn. Hàng nó vậy đó, nó đẹp cỡ đó đó. Hàng mà em bán 290 là hàng còn bằng dữ lắm rồi đó, nó thiệt luôn á. Chứ hàng mà ha, ấy là cứ 150, 190 là bán cho bà cơ thoải mái. Cái này bán 290 mà không bớt là dữ lắm rồi đó. Hàng quá xuất sắc. Nè, con gì này nó không có lệch dai. Cái yếm này này nó giữa thôi chứ nó không lệch dai nha. Hở lưng. Nằm yếm, nằm yếm. Đó, mấy bà hỏi nhiều quá, có người chốt rồi kìa. Đầm 290 là ok, nhận cái đầm này là xuất sắc luôn. Order ít nhất cũng phải 490. Mà chưa được chắc mà, nói thiệt là chưa được, mà chưa chắc mà được chắc như vậy đâu. Cứ mua đi, cứ mua về coi thử đi. Mốt có hàng đẹp rồi quay lại ủng hộ tiếp. Hết rồi. Hết rồi, có người lấy rồi chị ơi. 290. Có người lấy rồi bà ơi. Bà ở đó bà hỏi là tôi phải lấy. Đây. Một con xanh, chất này chất lụa nha bạn nha. Nè, này nó như là không phải cá tươi mà nó như là, nói chung là chất rất đẹp luôn, nó mát á. Chắc hàng nó giống lụa vậy đó mấy bạn. Ai lấy xanh bấm xanh giùm mình nè. 70 file luôn, xanh 70 nha. Xanh 70, form 60kg trở về mặt được. Chất rất đẹp luôn. Đây một con cơ đời nữa. Sen L nha, sen L nha, cậu này dài lắm nha, mấy bạn cao quá lấy nha, sen L nè, ai lấy sen L bấm giùm mình 120 khoai, 120 cái cách nhũ mà nó có co giãn thoải mái giùm mình ha, body này body đi tiệp mấy bạn, dài, anh nào lấy bấm 120 thôi, này thiết kế luôn đó. Nhiều luôn, thật sự luôn. Đấy. Áo rất tốt, mấy bạn size S nè. S M mặc được giùm mình ha. Ai lấy bấm giùm mình nè. 60 khoai bằng chất von nha. 60 khoai giùm mình ha. Von S M mặc được. Áo 60 ok, chị xịn xinh đủ.
phá vừa vừa thôi con ơi. 60. Trời ơi, đây. Con này nhức đách nữa nè, xe M giùm mình, xe M. Ồ, cái này đi đám cưới, đi tiệc đồ là thôi nhức đách luôn hết nè. Nút là toàn bộ nó bao hết giải giống như cái đầm luôn giùm mình ha. Chắc là chắc đuôi cá ở dưới đó. Bạn nào đấy bấm cho mình 190 khoai đó, 90 khoai sẽ mờ được nhé bạn. Phơm đã nhỏ sẽ mờ thôi, 52-53 ký đủ về thôi đó. Bạn nào đấy đầm bấm đầm 190 khoai tôi nói nó đẹp thôi rồi đúng không đó. Nếu bạn nhìn hàng nào bạn biết à, hai cái chân nó đẹp, có chân váy len không chị không, tại giờ mùa hè á cơ, đồ mùa hè thường không hết thì mới len để tới mùa đông đi. Chân chín ok nhã nhã nè. Trời ơi, cái này đi đám cưới chụp hình sáng ảo ra thôi rồi luôn. Nhã nhã 190. Xin lỗi nha, cái con này tôi không biết là cái kiểu nó như thế nào luôn, chưa có rảnh để băng da coi nữa. Con ơi, kiểu nó để sao ta, đều có thể mặc được. Trời ơi, tôi cầm lên nó kỳ quá vậy. Ê, nó gì nè mấy bạn, cái này là nó ở giữa vậy nè, và hai bên đây là nó gì, nó hở ngay chỗ một bên ra như nè. Cái dây này là mình rút được nha. Trời ơi, cầm không ra lên phơm lên dán gì được. Hai miếng này ở sau lưng hay sao? Ừ, hai miếng này ở sau lưng quý vị ơi. Để tôi sợ như thế nha. Ừ, nó vậy nè. Nó vậy nè quý vị. Đúng rồi đó. Ừ, nó vậy nha. Ủa, cái này hở cái eo ra nè nghe. Bạn nào mà thích hở eo nè, bạn Lâm Y Thần hay gì đó, hôm bữa hỏi chị nè. Đầm này đầm hở eo nè, tại chị bật quá, chị không có ra form được, mấy bạn có eo thì mấy bạn ấy được nha. Ở sau này là nó có cái hai miếng ở sau gì nè mấy bạn, đó, thấy không? Còn lại ở sau, mắt không? Hở eo nha, trời ơi trời, đó. Ai lấy bấm giùm mình 250 khoai, 250 giùm mình. Trời ơi, xuất sắc luôn mấy bạn ơi. Tôi không có người mẫu, tôi mặc không được. Ồ, Yếm chị ơi, đúng không? Mình mặc vậy là đúng rồi chưa? Mấy bạn mà đúng ha. Hở ngực mà hở eo luôn. Màu trắng nha. Đó, bạn nào lấy bấm giùm chị 250 coin. Xuất sắc luôn. Chứ trách mấy bạn khỏi bàn đi. Rất là đẹp. Ừ. À em lùng mà. Ừ, nằm dài. Bữa cưng chụp cho chị như cũng nằm dài hả vậy mà. Đây. Xếp bộ nè bạn, xếp bộ 120 khoai. Con gấu quần này là quần ngố lửng nè đó. Quần phơm ngố lửng như vậy. Rất đẹp, 120 khoai giùm mình ha. Đó, bạn nào lấy xếp bộ bấm giùm chị là một xếp bộ 120 khoai, phơm này 60-62 kg đủ về mặc thoải mái luôn giùm mình. Đừng lo chặt. Đội như chị là phương rộng rãi lắm. Xét 120 nè. Ok. Ngọc Vy nè. Nhức nách không?
ngoài mấy bạn mà mò được cái chất mấy bạn còn thấy nó đẹp dữ nọ, thật sự luôn á, đẹp lắm. Tại vì chị mập quá chị không có thử đâu, không có ai ướm được. Thử lên là nhức nắp liền. Ngọc Vy Ngọc 120. Phơm nhỏ nè, đó, phơm dừa dừa nè, mấy bạn xe M nè, xe S đồ có thể mặc nha, S M đồ có thể mặc, đó. L mặc chọc nha. Bạn nào lấy sơ mi bán sơ mi giùm mình là 80 khoai, tay các bạn to như vậy ha, chắc cà tê lụa mấy bạn này có túi luôn. Đó. Ai lấy sơ mi trắng giùm mình là 80. Sơ mi nữa, đây con này đẹp nè, nè tiểu thư, tay tiểu thư, con này lấy thì cho mình 100 khoai nha, nè tay rớt cái dáng Hàn Quốc tiểu thư, cái tay của nó này nè, nhức nách chưa, trắng 100, trắng 100, phơm là phơm 62kg đủ dày mà ok hết giùm mình, đó. Phơm từ 62kg đủ dày ha, ai lấy trắng bấm trắng 100 giùm mình rất là đẹp tiểu thư, chắc cá tay lụa luôn. Sơ mi trắng 80 là ok từng ký. Sơ mi trắng tay này tay bồng cục ngơ tiểu thư này 100 khoai nha bạn. Có quần giống chị đang mặc không? Có cơ. Đó. Quần giống chị đang mặc là quần hàng hàng Quảng Châu. Còn hàng Việt Nam thì chỉ có ở đây nữa nè. Đó. Hàng Việt Nam còn khoảng mười mấy cái là mặc nè. Ngố Việt Nam. Phơm này cũng khoảng 58kg, 60kg mặc vừa luôn á. Phơm bự. Này loại phơm bự đó. Bạn nào lấy cho mình bao nhiêu? 40 khoai. Còn mười mấy cái thôi. Hết là hết. Đó là cái cuồng cuồng á bạn, nó cuồng nó cuốn lại con tôi đem nó đem vô trong phòng nó chơi đâu rồi. 40 khoai quần ngố 40 ha. Tao nói lấy quần ngố, bấm quần ngố thì 40 khoai. Phơm Barbidol nè bạn. Phơm Barbidol này phơm bự luôn ha. Phơm này khoảng 60kg mặc dừa luôn. 60kg đổ về mặc resize cho mình. Nói chung là đầm Barbidol nó sẽ rộng như vậy đó. Đó. Rất bự luôn, 60-65kg mặc dừa luôn nha, 65kg đổ về. Ai lấy bấm cho mình một chứ. 100 đồng. Size bự. Size rất bự. Nó size XL lận nha mấy bạn nha. Đầm thì ít lần chưa lấy đầm 100 bấm đầm 100
nam này. Bầu mặc được không chị? Được. Được. Mà có người lấy rồi kìa, có bạn lấy 100 rồi kìa. Nói chung là bầu bí thoải mái, mấy cái con Babydoll này là bầu bí thoải mái. Bạn gì quên là xèo. Xèo 100. Bộ này là bộ nam nha. Bộ nam. Bộ nam này rất là đẹp luôn. Để rồi cái nó nằm trong là tôi quên luôn. Nó là nguyên một bộ luôn. Nó gồm một cái áo ở trong nè. Áo phơm ở trong. Áo ở trong này khoảng 80kg mặc vừa luôn nha. 75-78kg đủ dày giùm mình đó. Đó. Một cái áo như thế này. Phơm này là 80kg nha bạn nha. 80kg. Mấy ông chồng là 80kg thôi đấy. Đó. Đó. 78 cho tới 80-82kg. Nguyên một set như vậy luôn mà. Set giống như mà mấy hot boy Quảng Châu bây giờ nó hay thường mặc đó. Nguyên set luôn. Bạn nào lấy nguyên set bấm cho mình. 190 khoai. 3 cái luôn. 190 nha. Nè. Cái quần, cái áo, rồi cái áo trong luôn. 3 cái luôn. 190 khoai ha. 80kg. Thằng nào lấy set cho nam thì bấm giùm chị nha. Set nam. Con này áo hàng xịn này quý vị ơi. Này áo nam hàng xịn nha. Đẹp cực kỳ luôn. 75kg. 75kg độ dày giùm mình. Hàng. Ai lấy cái áo này cho mình 150 khoai. Cái này là hàng hiệu nha mấy bạn. Mấy bạn mồi chắc là mấy bạn biết liền. Rất đẹp. 150 khoai áo nam. Đẹp xuất sắc luôn. Thun nó cũng có nhiều loại lắm mấy bạn. Mấy bạn nhìn nó giống giống nhau vậy chứ mà mò cái chất là biết. Rồi chất nó khác nhau nha. Áo nam 150, ok. Bởi vì mấy bạn mà muốn mua hàng xịn á, mấy bạn cứ mua hàng mà mình bán cũng có 100-150 là nó cũng không có mắc đâu. Mà mấy bạn mua được những cái hàng xịn rất đẹp. Quần phơm dài này còn cái nè quý vị ơi. Cái này. Này chắc thun lạnh nha, thun lạnh. Nè, làm thun lạnh nè. Làm dài chắc thun lạnh giùm mình. Đó. Này là bầu bí thoải mái luôn á. Này có giãn dữ lắm luôn nè. Đó. Ai lấy bấm giùm mình 80 khoai chắc thun lạnh rất đẹp luôn nha bạn nha. Đó, thun cô tâm thun lạnh. 80 khoai nha, nằm dài. ML, XL, nói chung là bao nhiêu ký mặc cũng vừa trơn. Resize luôn, 80 khoai. Nằm dài mà chắc hàng thun lạnh đẹp nha. Lấy đầm bấm đầm giùm mình nha, 80. Để còn cái ba lỗ thôi. Ba lỗ nè, sale luôn cho mấy bạn bao nhiêu size. Nó là size, để xem ML mặc vừa mấy bạn. Chắc thun lạnh luôn, quá đẹp luôn. 50 khoai luôn giùm mình đi. Ba lỗ nha, xem ML mặc thoải mái giùm mình. Bạn nào lấy bấm giùm mình 50 khoai chắc thun lạnh đẹp nha bạn nha. Mấy chất thường đâu. Rất đẹp luôn á. Áo 50 ok thì xỉn xin đủ. Nè, cái quần giống chị mặc. Cái quần giống loại chị mặc nè, cái này coi giãn dữ lắm nha. Cho nên là ML được mấy bạn mặc thoải mái luôn. Resize. Coi giãn mà nó dai lắm nè. Quần này quần dài nè. Ai lấy bấm giùm chị bao nhiêu 60 khoai luôn. Này loại dài ngăn nồi hàng Quảng Châu. 60 khoai luôn ha. Ai lấy bấm giùm chị là quần 60. Quần 60 luôn. Giống chị mặc nhưng mà loại giờ quần dài. Ok, tiếp quần lấy quần.
Ngọc Vy lấy quần nè, quần này mình còn nha bà, quần này còn số lượng nha. Bạn nào chốt không chốt. Không chốt thoải mái, còn rất nhiều. Xem ML mặc được các bạn, ML mặc được, ML XL gì nha, bạn coi coi dạ. Chắc len tâm giùm mình nha, ai lấy bấm giùm mình 50 khoai luôn, 50 khoai, ê màu này mặc lên da trắng dữ lắm nha mấy bạn, màu này ngọt. Ai lấy bấm giùm mình ha, 50 khoai, 50, áo 50. Con này dạng dày, cái này cũng đẹp, cũng mài màu mặn nè, cổ nó giống 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 vậy ha, đó. Mặt dễ thương lắm mọi người, mặt này lên người là rất là dễ thương thật sự luôn á. Nè cái này SML đều có thể mặc được ha, ai lấy cái này bấm giùm mình là 60 khoai nó áo 60 để phân biệt dễ phân biệt hai cái 50 cái 60, bạn nào lấy báo mình ha. Thank you.
thiết kế, mẫu thiết kế. Mẫu thiết kế này nó dày dặn nứt nách luôn. Đang yếm nha bà, thiết kế yếm nè. Yếm công chúa luôn giùm mình. Trời ơi, cái này cũng đẹp quá. Trời ơi, công chúa nè. Ai lấy công chúa, bấm công chúa giùm mình 150 luôn. Kèm mút ngực sẵn giùm mình luôn nha. Size là size ML mặc được các bạn. Phơm này nó to nè. Phơm khoảng 58kg, dưới 60kg giùm mình ha. 58kg mặc được giùm mình. Chở giờ về trở lại 55-56kg là mặc đẹp. Đó. Anh ấy yếm bấm yếm giùm mình 150 khoai. Ừ. Chuẩn công chúa luôn giùm mình nha. Công chúa 150. Ok. Ok bạn bạn Hiếu. Váy này size L các bạn, size L đây. Ai lấy lên mã tặng giùm mình đi, size L mấy bạn, size L bi vàng nha. Đó. Ở trong nó không có quần, lên mã tặng 10 đồng giùm mình. Này còn có giảm nữa nha. Chắc không có giảm. Ai lấy lên mã tặng 10 đồng giùm mình ha, chân váy. Size L mặc được nha, size L.
Xe M. Trên bi nè. Trên bi. Bi dây nha bạn nha. Ở dưới là nè, bi mà nó có von ở ngoài nữa nha. Đó. Ai đây bấm cho mình 120 khoai luôn. Xe M. ML mặc được thoải mái cho mình. Đẹp luôn. Vậy nha. Xe ML mặc được nha bạn nha. Ai lấy bi bấm bi mình ML mặc được nè. Dây. Bi 120. Con 17 tuổi rồi, trời ơi xỉu.
lắm, dữ rồi. Sắp có xui luôn rồi. Sắp có thui được vậy. Đây, áo rất tốt nè bạn. Nói về tay, hàng này hàng xịn nha. Ai lấy bóng cho mình 80 nè. 80 nè, SML bật được 56kg. Đợi dây về giùm mình đi. 56kg chữ lại thôi nha. Đó. Hàng chất chất xịn nha bạn nha. Rất đẹp, 80 quay. Đó, 80. Ok Lisa. Bấm giùm chị đã 120 khoai nát luôn, mặc đồ mốt mùa đông mặc đẹp không, phối nó phối như vậy nha, lên phối sơ mi 120 khoai mốt tới mùa đông là mua mất tiền 120 nha. Nguyên bộ giữ ấm nè, nguyên bộ giữ ấm nha, bộ đồ cách nhiệt nha các bạn nha, đồ đồ giữ nhiệt, mùa hè mà bán đồ giữ nhiệt, nó tự nhiên lộn vô bộ nè, bộ này là resize SML đều có thể mặc được nha, ai lấy bấm giùm chị 100 khoai nha, bộ đồ giữ nhiệt nha các bạn nha, đồ này mùa đông mặc á, mùa đông mặc ở trong cho ấm, nguyên bộ 100 đồng nha. Tôi bán đồ giữ nhiệt tôi mắc cười quá, giống khùng quá, dễ sợ luôn. Áo sơ mi von nè, trời sơ mi von phom dài luôn, nhức nách luôn, trời ơi đẹp quá gì ơi. Đây phom nó dài như vậy nha, ở sau nó dài hơn ở trước nha, von đẹp cực kỳ luôn đó. Ai lấy bấm giùm chị 120 khoai xuất sắc. Con rất đẹp luôn nha các bạn nha. 120 ha. Free size 60kg, 62kg đổ về, nói chung là thoải mái. Bạn muốn thành đầm thì bạn cài thêm cộng dây lịch vô. 120 khoai. 100 đầm hoa cúc bị lỗi vậy. Đầm hoa cúc hả cưng? À ừ, để chị ấy lại cho chị coi coi. Coi coi lỗi nhiều không? Thứ bánh cho coi thấy nó bị miếng. Cho mi 120 ok bạn. Thấy chưa? Bộ này ta cũng có người mua rồi, bộ nhã nhã cử gì. À xèo nè, 100. Xèo nè, 120. Nhã nhã cử. Thấy tôi bán đồ mùa đông thấy nó cười. Ý vậy luôn hả? Cái này à, nó bị một tí xíu này hả? Bây giờ cưng cưng ở nhà cưng có cái kia mê tai á, cưng lẹm lại một chút xíu nó bị dột một miếng ở chỗ này nè. Nè. Ừ.
nè không mài mà nó bị kiểu như nó mài bị trọt xuống á nè, thiếu ngay chỗ này chút xíu nè, cứ như con lẹm lại chút xíu vậy là ok đó. 100 đồng lấy thì báo chị, rất đẹp luôn, một tí xíu thôi, chị để kiểu chị có rảnh chị lẹm lại cũng được đó. Đẹp lắm, dễ thương. Em làm tí xíu thì không có vấn đề. Mai bị dột đó mấy bạn. Mai meo quá bị dột ra. Con phá nước quá trời luôn hả? Cắt nước đi không? Xảo sườn là nói nó tới nó là nó xảo sườn là này phong to nữa bạn nè. Mấy bạn từ khoảng 60-62 kg đổ về hả lấy đó. Phong to nha, mấy bạn nhỏ thì mặt nó rộng lắm mà. Đó. Ai lấy cái này bấm cho mình mà. 70 khoai. 70 khoai quá đẹp luôn. Hình in dập nổi lên nha bạn nha. Đó. Phong rộng. Trắng 70 nha. Bấm cho mình trắng 70 nè. Đẹp nha, đẹp nha. Này áo nam nữa bạn nè. Áo nam chắc cũng rất đẹp luôn. Áo nam xả luôn nè. 60 khoảng dưới 70kg nha. Áo này khoảng 70kg trở xuống giùm mình. Áo nam 60 khoai. Áo nam 60 khoai. Áo nam 60 khoai giùm mình. À này áo nam bán áo nam 60. Áo trắng nữ thì 70. Đẹp không? Nam 60, ok. Nữ 70, ok luôn. Hai nữ chia làm hai vừa y. Ủa? Có một người chứ đâu. Xẹo. 60. Có một mình à. Có một người, có hai người. Xẹo. 70. Nè, áo này nó gì mấy bạn? Rất tốt nha. Này xay ớt mặc được. Ớt mặc được thôi giùm mình, xay ớt mặc được nha. Ai lấy bấm giùm mình 50 khoai nha. Nè, chắc là chắc Brip. Chắc Brip. 50 khoai, xám 50 ha. Xay ớt mặc được thôi nha. Còn nào lấy xám bấm xám 50 khoai. Phong bự nè, 60-65 kg đậu về mặc được nha. 60-65 kg đậu về mặc được. Ai lấy bấm cho mình bao nhiêu? 70 khoai hàng chắc vô. Rất đẹp mà size hơi bự nha bạn nha. Đây áo bấm áo 70 ha. Cái chân váy size S này mà
Nhưng váy này ở trong có quần luôn, chắc nó như là thun len vậy đó, nó như là thun len vậy đó. Size S nha, size S nha. Đó, bạn nào lấy bấm giùm chị 80 rất đẹp luôn. Size S mặc 80 khoai. Có quần ở trong luôn nha, túm vậy nè. Chân váy ngắn nhỏ vậy nè. Bạn nào lấy chân váy bấm chân váy 80. Áo nữ 70, ok. Ok nhã nhã nè. Nó gì vậy? Gì 60 à? À 80 chứ quên rồi. L mà L mà ai lấy bấm cho 100 đồng Yvonne công chúa. Nè nó gì nè, người lớn mà nó hoàng hoại quá. Đó, ai lấy Yvonne bấm Yvonne công chúa 100 khoai giùm mình ha. Công chúa 100. Chắc Yvonne ở trong nó có lót hết nha mà. Ở ngoài là Yvonne, Yvonne mấy màu. Màu nó lon 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 vậy nè. Xe L nha, xe L mà. L mặc được giùm mình. Ai lấy đầm bấm đầm cho khoai. Xem lờ nữa nè. Trời ơi, nguyên cái con nằm. Chắc u mì nặng tay, rất là nặng tay, có co giãn luôn, mặc thoải mái giùm mình ha. Xem lờ nè. Bạn nào lấy xem lờ bấm xem lờ 150 khoai. 150 giùm mình xem lờ nha. Xem. Lấy đỏ. Ok chị. Ok chị. Ok chị Phụng. 150. L lấy cái quần này là form form nam mặc là nó sẽ lửng lửng lên nha, nó không có dài nha, nó vậy đó. Nam nè, ai lấy nam bấm nam 150 khoai luôn cho mình. Form này giống như ngố ngố vậy đó. Ứng sao nó có cái bò thùng ha, 150 chất rất đẹp luôn, xe L nha. Bad boy. Xéo lại, xéo qua xéo lại cọc eo nha, 100 khoai này rất tốt cọc eo giùm mình, rất tốt cọc eo. Phụng ơi cái này đẹp mà Phụng ơi. Đây, dáng rất tốt nha, SML với bạn đều mặc được hết nữa. Cột cái eo cái cột cột vòng qua vòng lại cái eo á, đó rất đẹp luôn, 100 đồng. Có BB đơn tay ngắn không chị, không cực. Không có cái mà bị người ta lấy rồi. Ok, áo 100 cho bạn Hiếu nè.
mờ mặt được nha. Nó form vậy nè. Nó nhấn một cái đường nè. Ai lấy bấm cho mình 170 khoai. 170 khoai nha. Rất đẹp. Ở sau nó có cái một miếng dây thun cho các bạn mặc thoải mái nha. 170 giùm mình form đẹp quá. Cắt mỏng nhẹ nha, để mờ. Da này mềm lắm, bao mấy bạn giặt máy giặt thoải mái luôn á.
nha. Hai L đấy. Chân váy 80, ok mỹ mỹ nha. Hai L nha cưng. Trời ơi, một cái quần bad boy. Cái này size nhỏ nè quý vị ơi. Size S. S mặc được thôi nha. Đó. Size S mặc được thôi. Ai lấy quần size S bấm giùm chị là 150 khoai. 150 khoai size S thôi nha. SC. Bốn chín vừa không chị? Cái chân váy hả? Chân váy 49 ký hả? Rộng. Cái nó size L 49 ký là mặt rộng nên cơ. Rộng. Thank you.